Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vô Audio. Vẫn là những cái dòng đẩy máy LA, nhưng cái đời này thì cao cấp hơn lần trước. Lần trước em giới thiệu các bác về cái mẫu là 600. Con này thì cao cấp hơn, công suất của nó lớn hơn, 800W một cây. Đấy, hơn cái con kia là 200W một cây nhé. Quá là khỏe còn gì nữa. Đây. Con này 600 nhá, con này 800. Tất cả đều hàng thương hiệu hết. Dòng Solix này cũng rất là nổi tiếng, thương hiệu của Đức. Thiết kế mặt phay nhôm rất là đẹp. Hiện tại chỗ này nó hơi tối một tí. Đấy, mọi người nhìn chưa, rất là đẹp nha. Mặt phay nhôm nặng đấy, nó nặng mấy chục cân đấy. Đối với cái dòng máy NA thì quá nổi tiếng rồi, thì nên đâm ra em không quảng cáo nhiều. Nó là siêu bền, siêu khỏe. Còn 800 thì công suất của nó ra là công suất đủ. Và tại vì sao nó trông hai cái máy nó như nhau, nhưng con này nó nguồn nó to hơn một chút. Đấy. Và sò nó nhiều hơn. Đấy. 28 sò chính, tính là sò quá là 32. Con này thì 24 sò. Tính cả bù áp là 28. Các bác đánh thoải mái hay các bác 30 nhé. Máy còn rất là sạch đẹp nhé, chỉ một tí bụi đi. Mọi người nhìn có sự khác biệt không? Thì khác nhau về sò với nguồn nó lớn hơn một chút thôi. Con nào cũng đẹp cả. Lại em còn mấy con nữa. Hiện tại mẫu này em đang bán với giá là 4.600.000 nhá. Còn mẫu này là 4.200.000. Đấy, chênh nhau có 300.000 thôi. Cũng rất là hợp lý. Hiện tại những cái dòng này giá ngoài thị trường người ta bán giá 5 triệu hơn 5 triệu cơ. Với mức giá em bán ra các bác như này cũng quá là ngon bổ rẻ rồi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ trên Hải Dương. Đối với dòng máy NA như em đã nói với các bác, có rất là nhiều loại trên thị trường. Thì các bác mua các bác phải tìm hiểu và xem xét cho nó kỹ. Đấy. Cũng là máy NA nhưng mà nó có nhiều kiểu khác nhau, không giống nhau mấy. Nếu nhìn qua thì sẽ giống nhau, nhưng mà về chất lượng linh kiện bên trong thì nó cũng có phần khác nhau nhiều các bác nhé. Cũng như là con van số X5, nhưng mà nó có rất là nhiều loại, các loại nhái, con loại xịn. Rồi, cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Clip này em xin ngắn gọn tại đây. Xin chào và gặp lại ạ.